Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định kéo dài thời gian tạm ngừng tiếp thu khai thác máy bay tại sân bay Nội Bài thêm 2 giờ, từ 10 giờ đến 21 giờ hôm nay 7 tháng 9, thay cho phương án cũ là từ 10 giờ đến 19 giờ. Dự báo sau bão tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ có mưa lớn, mật độ khai thác máy bay sẽ đông. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chỉ đạo các tổ bay bổ sung thêm dầu dự trữ. Đối với các chuyến bay trong khung giờ từ 21 giờ ngày 7 tháng 9 đến 2 giờ ngày 8 tháng 9, để phòng trường hợp phải bay chờ, chuyển hướng đến sân bay dự bị.